trong lá cà chua thì có thành phần như là alkaloid có thể diệt được sâu. Trong lá quế thì nó có tính sát trùng mạnh, có thể là diệt được những bọ rệp sâu ăn lá. Còn như trong hành ớt thì có tính axit, có thể làm cho mắt cũng như da côn trùng bị tác hại, bị tiêu diệt. Sau khi thử nghiệm khoảng từ 5 đến 10 ngày phun thì em cảm thấy lá không bị sâu ăn, và so với những cây khác thì cây sinh trưởng tốt hơn. Em này thì nó ý tưởng là nó nghiên cứu là trong thành phần của lá cà chua đó có những cái alkaloid mà khả năng diệt được sâu, thì nó có ý tưởng là nó trộn mấy cái thứ này lại với nhau, thì cái thành phần tỷ lệ là tự nó nghiên cứu nào tối ưu nhất nó chọn. Nếu mà qua nó làm thì các em làm thì thấy các em thực nghiệm trên cái nhóm mà cây trồng cải rồi có muống đồ ở trường đó thì nó hiệu quả rất là cao.